Miami Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn đang đến thăm kênh của Ngọc Ánh. Kênh Your Real Estate USA chia sẻ cuộc sống, kinh nghiệm tại bất động sản tại Mỹ và tại Việt Nam. Hôm nay Ngọc Ánh muốn chia sẻ với các bạn một lão luật ở Mỹ, đầu tư tại Mỹ, mà để giúp cho mọi người từ từ xây dựng cái của cải bất động sản của mình. Đó là luật trao đổi 1031, tiếng Mỹ kêu là 1031 exchange. Đạo luật này sở thuế tạo ra để giúp đỡ mọi người mua bất động sản mà không bị đánh thuế ngay lập tức. Ví dụ, khi bạn mua một bất động sản để đầu tư, không phải là bất động sản để ở, bất động sản để đầu tư, bất động sản trị giá 100.000 đô. 5 năm sau, bất động sản đó trị giá 150.000 đô. Bạn muốn bán cái bất động sản đó đi để mua một cái bất động sản 200.000 đô. Thì luật của Mỹ nó cho phép bạn miễn trả thuế lợi tức khi bạn bán bất động sản số 1. Nếu bạn mua bất động sản số 2 cao giá hơn là bất động sản số 1, thì nếu mà bạn bán 100.000 đô, bạn bán lời, bạn mua 100.000 đô, bạn bán 150.000 đô, tức là bạn lời 50.000 đô, thì nếu bạn giữ tiền thì bạn sẽ bị đóng thuế cái 50.000 đô tiền lời đó, tức là 15%. 10% là 5.000, cộng thêm 5% nữa là 2.500, bạn phải đóng thuế 7.500 trên cái 50.000 đô tiền lời. Rồi phần còn lại thì bạn giữ. Bây giờ bạn mua một bất động sản khác trị giá hơn 150.000 đô, thì sở thuế sẽ cho bạn giữ lại cái tiền 50.000 đô đó tròn để bạn góp vô mua bất động sản khác nhiều tiền hơn. Tức là bạn sẽ mua bất động sản khác 200.000 đô. Rồi bạn góp vô, không? Bạn góp vô 150.000 đô. Bạn đặt cọc, bạn mua, bạn mượn tiền, bạn mua một bất động sản khác 200.000 đô. Rồi bạn trả hết, rồi 5 năm sau bạn trả hết 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 nợ ngân hàng, cái bất động sản đó trở thành 300.000 đô. Thì cũng vậy, thay vì bạn bán đi rồi phải trả thuế nữa, thì sở thuế nó cho bạn không khỏi trả thuế bây giờ, gom hết tiền mua cái 300.000. Rồi từ 300.000 đó sau này bạn bán đi rồi bạn bán nó lên giá 350, bạn bán 350 bạn mua cái khác 400.000, 500.000. Hoặc là mua hai cái gồm lại mà phải giá nó phải cao hơn cái tiền bạn bán. Thì cứ từ từ như vậy, mua chờ lên giá, bán mua cái bự hơn, mua cái bự hơn. Từ từ như vậy, bạn sẽ thiết lập một gia sản khổng lồ bất động sản. Bạn sẽ có nhiều phòng trọ, bạn sẽ có nhiều bất động sản, bạn mua khách sạn, hoặc là bạn mua những apartment building nguyên một cái dãy thôi, một cái dãy phòng trọ 200 căn chẳng hạn, thì trong cuộc đời của bạn thì bạn không phải đóng thuế, bạn chỉ thâu tiền lợi nhuận từ cái thâu tiền mướn nhà, mượn tiền cho mướn, rồi trừ đi chi phí, rồi còn lại là tiền lợi nhuận thì phải đóng thuế, thì tùy theo đóng nhiều đóng ít, tùy theo mà thâu được bao nhiêu.
Người giàu có họ dùng cách này để họ phát triển cái gia sản của họ, họ không có bán. Họ làm một cái trust, đặt tên cái trust, và họ bỏ bất động sản đó, những bất động sản họ có trong cái trust, kia là cái tiếng Việt không biết kia là cái quỹ, cái trust, thì họ là chủ của cái trust. Mà cái người benefits, cái người mà thừa hưởng cái trust là con của họ hay là cháu, người nào họ 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 muốn để lại, thì cái người chủ, cái người cháu đó nó không có phải là chủ của những bất động sản. Cái trust là cái chủ bất động sản, nó chỉ là quản thủ cái trust thôi, nó quản lý thôi, thì nó có quyền nó quản lý, nó không được quyền bán, nó chỉ thâu nhập tiền vô rồi lấy ra đưa cho con cái. Nó muốn bán nó phải gom hết từng người beneficiary hết cho mình. Khi người người chủ qua đời, người kia làm trustee, sẽ làm beneficiary, thì cái đó là nó sẽ gồm những họp, và nó muốn muốn mua bán mà phải có sự đồng ý của tất cả mọi người trong đó. Thì cứ từ từ vậy là họ sẽ tạo được cái tài sản lớn của họ. Họ sẽ mua khách sạn, họ phải mua những dãy phố xá thương mại cả ba cả bốn năm sáu mấy mấy trăm triệu đô la. Thì cái tiền đó là mấy cái tiền thuế họ họ đã giữ hoài, khi nào mà bán đi thì mới tính ra. Bán đi mà giữ tiền là, còn nếu bán mà tiếp tục đầu tư, bán tiếp tục đầu tư nữa thì không không có bị trả cái đó. Cái đó hay không? Cái tiếng Mỹ nó kêu là Exchange 1031. Mà cái nó phải như vậy. Khi bạn định bán cái căn nhà của bạn hay là cái chung cư, cái phòng trọ của bạn, thì bạn bắt đầu đi kiếm. Bạn đi kiếm cái nào bạn muốn mua và hơn giá bạn muốn bán. Nếu không thì là sau khi bạn bán rồi thì là chính phủ cho bạn 90 ngày để đi kiếm. Thì thường thường là người ta đã dòm ngó chỗ nào rồi, người ta muốn mua chỗ đó rồi, bên đây người ta mới từ từ người ta kiếm người bán bên này rồi. Thành ra khi họ bán bên này sẽ lấy tiền họ chồng qua bên kia. Cái là cái luật 1031. Thì hiện nay là cái luật này chưa thay đổi, ở trong tương lai thì không biết là có thay đổi không, nhưng mà hiện nay là từ bao nhiêu năm trở lại đó là người ta dùng cái luật này để phát triển cái của cải bất động sản, mua phố thương mại, mua siêu thị, mua shopping mall, mua khách sạn, mua nhà hàng, mua đất, tất cả đều trong cái luật 1031. Thì khi bạn có ý định dùng cái luật 1031 thì bạn phải kiếm một luật sư rất là rành rẽ trong cái cách bán trao đổi 1031 exchange. Cái luật này là tuyệt vời. Như vậy nó cho phép bạn không phải đóng thuế, tiếp tục mua. Thì khi mà bạn tới ngày cuối cùng mà bạn không bạn bạn muốn bán á, tức là khi nào từ 100 ngàn lên tới mấy triệu, khi mà muốn bán á, thì nó sẽ có nhiều cách để mà trừ bớt thuế. Bạn phải kiếm một người luật sư nào rất giỏi về thuế để họ chỉ cho. Vì mình nếu mà chỉ là cái nhà của bạn bạn ở á, nếu bạn ở quá 2 năm mà bạn bán lời dưới 500 ngàn đô thì họ cũng không có lấy tiền lời. Vậy để giúp cho những người lớn tuổi có ở nhà và sẽ muốn bán nhà đi để mua nhà nhỏ hưởng lúc tuổi già, thì họ bán nhà lớn đi, họ lấy hết tiền lớn ra, họ mua cái căn nhà nhỏ, nhưng mà họ không có bị không tính tiền lời. Nếu họ mua nhà 100 ngàn mà họ bán được 499 ngàn thì là dưới cái 500 ngàn thì họ không phải trả thuế. Cái đó hay không bạn? Nó lại giúp cho những người ít tiền mà đầu tư bất động sản, mua nhà họ ở và sau họ bán nhà để mà lúc tuổi già được hưởng. Mà có những người họ khôn lắm,
họ mua nhà, họ ở 2 năm, họ sơn họ sửa, họ lựa chỗ là cái tốt, họ mua nhà cũ họ sơn họ sửa lại, họ ở 2 năm, họ bán ra lời 50 ngàn, 100 ngàn, rồi họ tiếp tục mua nhà khác, rồi sơn sửa nữa, rồi sống qua 2 năm thì bán. Thì cái đó là cũng là một cách mà người Mỹ làm tiền, làm ra tiền hả bạn. Đó là cái cách mà đầu tư buôn bán bất động sản mà được giảm thuế hay là được chậm trả thuế theo chương trình 1031 exchange. Xin chào các bạn, hẹn các bạn là cái video sau mình sẽ nói các bạn nghe làm sao mua nhà đúng giá không bị hớ ở Mỹ. Các bạn thích cái video này thì nhớ like và subscribe cho mình để mình có năng lượng làm thêm video giúp cho các bạn hiểu biết về bất động sản. Bye bye.